tổ dân phố suốt ngày lúc nào cũng ưu tiên cái nhà bác này. Vâng. À đây, và vừa tí nó vào thì trong này có 3 người đi nằm đồng nát. Có đồng nát mà đằng sau nhà này cũng có 3 nhà nữa. Okay guys, we're just seeing some random alley. Chị đi đến mất được thì được mà không. We are looking for people in a tough spot. And, we've got this woman that's leading us to a case. They say they are one of the family suffering the most in this neighborhood. I'm with the farmer's woman, Chi Ho. And this is the woman that's introduced us to this case. Rất là khó khăn thiệt. Trong tổ dân phố ai cũng là không biết ai cũng này. Biết mà lúc nào cũng đường bà cứ ngồi đấy bà ơi. Ốm đau rồi. Quay luôn nhá. Quay luôn đi. Ốm quay luôn nhá. Quay luôn. Không. Trẻ con ngại lắm. Khổ lắm. Ê, chị tắt tivi. Tắt tivi để quay. Âm thanh nó rõ. Tắt tivi cái. Khổ lắm. Thì nãy là do có chị này là giới thiệu gia đình chị giới thiệu luôn đi. Em giới thiệu đi, em tên là gì, em giới thiệu. Em chị biết mà. Chị là ở tổ dân phố ở đây, cũng ở đây đến 20 năm rồi thì cũng biết hoàn cảnh nhà bà Nguyễn Thị Hạt này. Nguyễn Thị Hạt. Ừ, bà Nguyễn Thị Hạt sinh năm 1953, có hoàn cảnh rất đặc biệt. Ở tổ dân phố thì cả các chính quyền cũng rất là quan tâm ấy đến bà. Đấy, khổ. Khó khăn lắm, ốm đau bệnh tật suốt đấy. Ốm đau bệnh tật. Vâng. Bà không phải khóc ạ. Bà năm nay bao nhiêu tuổi bà ơi? Bà năm nay bà 78. Năm nay bà 78 tuổi hả bà? 77. 77 tuổi hả? Vâng. Tết năm nay là 78. Em cũng vâng. Là 78. 78 à? Bà có mấy người con hả bà? Bốn. Bên bà có 4 ạ. Thế à? Thế 4 ở đây hết hay đi được khác ở? Cháu, một cháu út lấy cho người Trung Yên. Vâng. Đây là cô thứ hai, còn vâng. Cháu đầu nó đi làm. Vâng. Như lại thằng thứ ba nữa. Vâng. Ừ. Thế à? Ừ. Con cái, các anh các chị có đỡ đần được không bà? Trời khó khăn. Khó khăn à? Anh các chị cũng khó khăn mà. Vâng, cháu cũng đành khó khăn lắm. Vâng, vâng. Nhà thì chưa làm được, vẫn làm bé như thế này. Trời, cháu nó đi, vợ chồng lớn nó đi thuê nhà nó. Vâng, vâng. Nó đi làm. Mỗi chồng lớn nó đi thuê nhà rồi. Vâng, cháu chưa về. Nhà bà tất cả đây bà hay là mỗi chỗ này thôi? Vâng. Mỗi đây thì à? Chỉ có từ đây ra đến chỗ cổng. Vâng, vâng. Làm đi bệnh gì bà? Bà bị khớp à? Là u nữa. Bị khớp hơn chừng hết. Vâng, viêm đa khớp à, là sưng à? À bà bị u gì bà ơi? U phổi thì mà em chữa khỏi rồi. Có u phổi chữa khỏi rồi đi. Mắt bà có làm ra bị sao được không? Mắt có nhìn rõ à hay kém mắt kém à? Mắt mờ lắm. Mắt mờ lắm à? Vâng. Cháu chị cháu còn đi. Cháu còn đi học không? Còn đang học. Đây này đang học trung học cơ sở. Hy vọng hay này vâng. Cháu có học. Bố mẹ mà thích bỏ từ lúc 2 tuổi. À, bố mẹ bà là bỏ bà từ lúc 2 tuổi vâng. Bỏ từ lúc 2 tuổi ấy, bà thì còn xác nhưng mà ông bị mất xác. Dạ. Ông bị theo bị biệt kích. Thế là mất xác rồi. Thế thì con biếu bà nhá. Thế bây giờ đi lấy cho người. Đây bà con biếu bà đấy, thì bà lấy tiền phụ quà bà nhá. Vâng, cảm ơn bà. Vâng. Bà cố gắng giữ gìn sức khỏe bà. Nhớ bà nhá. Vâng. Vâng. Bà cứ lạc quan yêu đời lên, kệ đó. Vâng. Chứ họ này bao nhiêu người ở trong một cái phòng như vậy? Cái phòng này là bà ở này, hai mẹ con ở đây, cái chồng à? Ba bà cháu. Ba mẹ con bà cháu. Ba bà con mẹ cháu ở cái nhà này. Là ba người. Ba người. À, cái cháu nãy. Cháu đấy. Cháu nãy là con của. Con của chị vừa xong. À, cháu này ở trên đây. Cháu ở trên đây, thế là bốn mẹ con chứ? Ba mẹ con. Ba mẹ con chị đấy của bà là bốn. Không. Bà này mới cả hai mẹ con nhà này. À hai mẹ con nhà này. Ba mẹ con người cháu thôi. Đấy, ba mẹ con này. À ba mẹ con là con bé gái cháu ngoại ạ. À con bé gái đây cháu ngoại à? Vâng. Thế là ba người ở đây. Vâng. Này là con của bà. Đây là con của bà.
Thế chị đi làm gì hả chị? Bán hàng. Em bán mặt bằng, đang mất việc. Đang mất việc à? Covid đến giờ. Vâng, vâng. Bán cái gì đâu, chợ này là... Nó cấm à? Chợ tạm, nó cấm. Làm gì, chả biết. Vâng. Chợ này tạm họ cấm, chứ bà bán chị ạ. Chứ sao chị biết về gia đình này? Bởi vì chị là ở tổ dân phố đây mà. À, tổ dân phố. Chị ở đây 20 năm rồi, hơn 20 năm rồi. À. Ở với bà hơn 20 năm rồi. Vâng. Bà ở đây bao nhiêu năm rồi bà? Em ở hơn 20 năm. À, bà ở đây hơn 20 năm rồi. Bà gần 40 năm, mà mẹ chồng ở đây cũng 30 năm rồi. À, thế. 24, 25 rồi. Vâng, vâng. Anh yêu lớn nhà em gần 50. Vâng. Người thì bé nhỏ lại nghèo khổ, đói rách, trả người ta chết thì trả ta cho nữa. Thế còn một nửa thì lo hai ma. Cả mẹ chồng, cả chồng, người chết trước cái chồng một cách nhau mấy ngày. Vâng. Bà em bảo là tôi, bà bảo tôi về mấy ngày thế này, về nuôi mẹ chồng. Thế rồi giờ lại chết chồng chết. Thế thì chồng em chỉ chôn để còn cho mẹ chồng, thì cuối cùng mẹ trả người ta phải đi thiêu. Thế thì em cũng chạy đi bay đi vận cho bà đi thiêu. Thế là còn chồng em chôn đi trên hậu. Thế là cắt này, cho chồng em lên đây. Thế là năm nay 24, 25 năm. Chồng bà mất năm nay 24, 25 năm rồi? Chết là 24, 5, 97. 97 à? 97 thì năm nay là 23, 24 năm rồi. Mất 24 năm rồi. Mất 24 năm, 27. Ôi, em 19, 20. Vậy là cũng ở căn nhà này tất? Không, chưa ở nhà. Ngày 24 thì là chồng em mất. Thế đến ngày 25 này là bà mẹ chồng em mất. Thế còn cháu nữa thì lấy chồng thì cháu vợ chồng nó kia. Nhà này mà bây giờ rồi dột hết rồi. Rột sẵn sàng như thế, rột nát. Tớ nhé mà sờ thì cả cái đấy là sụp. Thế à? Đây vâng. Là chị phải ba view. Ngày xưa toàn xây gạch cũ. Phải ba view đó chị nhìn thấy chưa? Tổng bé là sụp hết. Bà cứ sống lạc quan đi bà. Vâng, cứ sống lạc quan vui vẻ bà. Thế là ngoài này là phải to cái lề lên bằng cái, bằng cái đường nên là nhảy xuống như chung. Vâng. Bây giờ sửa cái nhà này mất rồi, mất phải vài chục triệu đấy nhỉ? Vâng. Hơn chị ạ. Phòng nhỏ này chắc phải nào động đến thì phải vài trăm chứ. Thế à? Vài chục sao làm được. Giờ dựng cái tôn lên, làm khung tôn cao lên, xong rồi làm cái lề này lên thì nó cũng phải mất mấy trăm đi. Làm gì? Làm nhà khung bằng sắt đi. Thì ý là em bằng khung là bằng sắt nhá. Xong rồi lớp tôn ấy.